Vâng, lời đầu tiên đấy cho phép tôi thay mặt ban huấn luyện và cả đội, đầu tiên là xin cảm ơn tập thể vận động viên của tuyển nữ Việt Nam. Thứ hai là xin cảm ơn những người hâm mộ bóng đá của nước nhà, từ nước nhà sang đây và từ ở Campuchia vào cổ vũ sân, vào sân cổ vũ cho đội. Chúng tôi thắng được cái này nhờ cái tinh thần thi đấu rất là quyết tâm cao của người phụ nữ Việt Nam. Và ở cái hiệp 1 chúng ta bị gỡ hòa, nhưng hiệp 2 chúng tôi thay đổi lại cái cách đá và thay đổi lại con người, thì rõ ràng là chúng ta lại tiếp tục giành được cả thắng lợi. Cái kết quả cuối cùng nói là thay mặt đội, thay mặt ban huấn luyện, thay mặt cá nhân tôi xin cảm ơn tập thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, các cô gái đã biết quyết tâm cao và có một cái nghị lực rất là tốt để vượt qua những cái khó khăn trong trận đấu ngày hôm nay. Và nói trận đấu hôm nay rất là khó khăn với chúng tôi. Đội bạn thì vừa thắng Philippines và cũng có lối đá cũng rất là mạnh mẽ và quyết liệt, nhưng chúng ta đã vượt qua. Furthermore, on behalf of the country and assistant, I want to say thank you to all our members and all the fans from Vietnam, also the fans in Cambodia to come to the stadium and decorate us. We win today because of the spirit, the high spirit of Vietnam women, and in the first half, we let Myanmar to have the wrong goal, but in the second half we have some change and finally we have to win. So on behalf of the team, on behalf of our coaching assistant and myself, I want to say thank you to all of you, to my goal, and for the spirit to overcome the difficulty, because this is really hard match for us, and the opponent have just won the Philippine team and they play very fast. Yeah, that's great. For the player, what do you think about the Cambodian player for the match? Cambodian player. Cambodia Lời đầu tiên là cho các Thuỳ Trang gửi lời chào đến các con người. Thời tiết của hiện tại ở Campuchia là rất là nóng. Đây là một cái trở ngại đối với không riêng gì đối với cầu thủ của Việt Nam, mà trở ngại cho tất cả các cầu thủ của tất cả. Of course, I want to say hi to all of you, and the weather, about the weather in Cambodia now is very hot, and it's also the difficult for not only the Vietnam player but also for other people. Any questions? Lúc này thì chúng tôi đã xây với lượng 19 đến 20 cầu thủ thì cũng sẽ chia sẻ. Cái hiệp 1 ấy, chúng tôi phải nói là 30 phút đầu chúng tôi đã rất là tốt, cầm bóng tự tin phối hợp được, thì hầu như là ép được bên kia và ghi được bàn thắng. Thế nhưng mà sau khoảng độ 15 phút sau ấy, thì các bạn lại hơi lậm choạng một chút. Thế nhưng mà được nghỉ giữa hiệp thì tôi đã vào củng cố lại cái tinh thần và củng cố lại cái đội hình. Tôi cũng đã dự định thay những ai ở cái hiệp 2 để chúng ta phát huy được cái thế mạnh của chúng ta. Thì rõ ràng là cái điều đó đã thực hiện tốt, các vận động viên đã thực hiện tốt. Ví dụ như là Nhã đã ghi bàn, rồi là Trang đã ghi bàn thắng. Chi hoàn đi. Thế à? Việt Nam mình đang chuẩn bị cho World Cup rồi, thì là SEA Games đã World Cup rồi, làm sao để mình giữ được cái gì để có thể phải thi đấu vậy? Vâng, chúng ta chuẩn bị không phải từ bây giờ, mà chúng ta chuẩn bị ngay từ đầu năm rồi. Và thậm chí từ cuối năm ngoái rồi, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã bàn bạc lãnh đạo của chúng tôi đã có những cái chuyến tập huấn như tại Nhật, tại Đức tới đây để chuẩn bị cho không những SEA Games và cả World Cup nữa. Thế thì đã vào một cái chương trình rồi mà chúng tôi cứ thế mà thực hiện thôi. Thế còn bây giờ phải nói là con người chúng ta hiện nay là thiếu vắng Trương Thị Kiều, đấy một cái vị trí chốt của hàng trung vệ chúng ta. Nhưng mà tôi muốn giữ cho Trương Thị Kiều để đã giữ World Cup, không muốn cho Kiều giữ cái này, tại vì đấy là rất là mạo hiểm đối với vận động viên và mới hồi phục lại. Nhớ cái thì nó hỏng hết cả cuộc đời vận động viên. Thì chính vì thế là chúng tôi đã chỉ có con tình này con người thôi để chúng ta thi đấu, miễn sao ấy là các bạn hãy phát huy được cái tinh thần, cái quyết tâm cao đấy, và cái mà dám hy sinh đấy, của người phụ nữ Việt Nam trong cái lúc khó khăn này. Sáng tôi cũng học đấu pháp thì tôi nói là trong lúc khó khăn này và người phụ nữ Việt Nam mà biết hy sinh vượt qua thì đấy mới là cái mà thành công, và hay là có nhiều cái mà để mà bản luyện chúng tôi khen ngợi, và đặc biệt ngày hôm nay với tinh thần như vậy. Thời tiết thì rất là nóng, chúng ta vẫn còn nhiều trận chiến thắng, đường còn dài thì cũng có lo ngại cho thể lực của đội tuyển. Vâng, vừa qua thì chúng tôi sang Nhật Bản, chúng tôi tập huấn, chúng tôi cũng đã chuẩn bị thể lực đấy, và cái thời tiết nó mát mẻ thì chính vì thế chúng ta tập luyện thể lực nó vào hơn là cái thời tiết này nóng như này. Tôi nghĩ ở đội Nam mà tập để nó phù hợp ở Vũng Tàu thôi, và Vũng Tàu thôi, nhưng mà nâng cao thể lực chưa chắc bằng ở bên Nhật Bản như chúng tôi. Đấy, chính vì thế mà chúng tôi chịu được cái nắng mới có ít ngày thôi. Ở đây trận này thứ hai, các bạn xem, các anh các chị xem, vận động viên chúng tôi là đều chịu đựng được rất là tốt. Đó. Vâng, nếu giả dụ là có 3 đội bằng điểm nhau, ví dụ thế. Thế nhưng mà với cái trận đấu tới này, tôi đã nói ngay từ họp báo khi mà trước khi vào giải, chúng tôi thi đấu quyết tâm thực chất một. Đấy, với đối tượng nào tôi coi cũng như nhau, kể cả Malaysia. Đấy, chúng tôi cũng phải tôn trọng đối thủ và quyết tâm từng trận đấu một. Với cái trận đấu Philippines tới đây thì chúng tôi ở cùng với đôi bạn ở trong cùng khách sạn, người ta cũng kêu ca rất nhiều về thời tiết, người ta cũng rất sợ, không phải gì riêng chúng ta. Đấy thì đấy là một cái mà cản trở của người ta, mà chúng ta đang dần đã ổn định rồi thì tôi muốn là phát huy đấy, và vẫn cứ lối đá như thế này, chúng ta áp sát thì đội bạn cũng không có gì. Mà tôi cảm tưởng là cái giải lần này, SEA Games lần này, Philippines không bằng năm ngoái ở cái SEA Games năm ngoái và cái AFF Cup năm ngoái. Tôi nhắc nhở thế này, tôi phân tích cho ra những cái mà thiệt thòi so phía đội này. Nếu chúng ta bị phạm lỗi ở phía trung dân ta thì rất nguy hiểm. Đấy, không những là Nga mà cả Loan nó cũng bị liên tục, Nga chính là bị ít hơn Loan đấy, rồi hai là khi sự vào cũng bị phạm lỗi ở sân nhà, và thậm chí Việt Nam thì tôi cũng đã ra sân trực tiếp ở sân, tôi nhắc các bạn thì đừng để về thẻ và đừng để phạm lỗi sân nhà. Cái đó là chữ L, đó là chữ L là thể hiện là Trang luôn cố gắng và luôn luôn nỗ lực trong tất cả các buổi tập luyện như là thi đấu. Cái đó là cái mục tiêu cũng như là cái tiêu chí khẩu hiệu, cái tiêu chí mà Trang à, còn nhanh chóng. Tức là mình cái cảm giác cộng đồng em như thế nào, tại vì trận thứ hai rồi nữa mình có 12 phút vào. Và mình cảm nhận thấy đó là cái thứ hai nữa là năm ngoái từ là đối sách nhất giờ cái việc mà nào cũng không bà cả cái cơ hội của mình thôi. Vâng, cái câu hỏi đấy thì tôi trả lời cho Trang. Tại vì thế này, Trang bây giờ là một vận động viên lớn tuổi nhất trong đội, hơn cả Huỳnh Như. Đấy, chúng ta phải làm thế nào biết điều phối cái sức cho Trang để Trang mà cày ải. Ở bên Nhật Trang cũng đã thay mặt đội là đá đội trưởng và liên tục rồi. Thế về đây mà thời tiết nắng này mà nếu bắt Trang đá cứ liên tục trong 90 phút thì có lẽ là trước khi 5 phút là Trang ra thôi. Nên là tôi phải tính toán làm sao để cái thời điểm nào Trang vào tốt nhất là rõ ràng. Trang vào cái thì là vào tốt và ghi bàn. Thế thôi nhỉ. Tôi nóng quá. Rất là cảm ơn mọi người. Rất là cảm ơn mọi người.